Rồi, ví dụ như mình vừa mới thêm cái phim này đi. Bóng ma Anh Quốc season 6 đi. Thì bây giờ mình sẽ chọn nó là season 6. Ha, season 6. Thì bây giờ mình sẽ hiển thị nè. Ở các bạn quay lại cho mình cái phim hay nè ha. Đây, phụ đề nè. Đây nó nè các bạn. Ha, bây giờ mình sẽ cho nó hiển thị season. Thì bằng cách là các bạn quay lại cho mình cái phần home trước nè. Ở cái phần home này nó sẽ có là phim hot, đúng không? Phim hot. Thì nó sẽ hiển thị theo kiểu HD đồ này nọ kia ha, HD. HD mình vẫn để ha các bạn. Vẫn để. Thì mình sẽ cộng thêm nữa các bạn, mình cộng thêm nữa là cái phần phụ đề quốc gia Mỹ đi. Rồi, tạm thời mình để như vậy. Mình sẽ cho cái season nó nằm ở kế cái phụ đề các bạn, hoặc là kế HD cũng được các bạn, kế phụ đề đi ha. Phụ đề là episode nè. Thì cái kế cái episode này bây giờ các bạn sẽ cho mình là các bạn mở cho mình là cái country lên ha, mình sửa cái country này trước đi. Là cái quốc gia các bạn. Ở đây mình sẽ cho một cái episode, copy tiếp một cái official ha, thử xem nó ra như thế nào ha. Phụ đề, à cái này nó đè lên nhau các bạn, cái này nó đè lên nhau. Ví dụ như mình cho là episode 2 đi ha, episode 2, hoặc là mình để là episode 2 đi, hoặc là season nha các bạn, season season season. Ở đây các bạn xóa cái phần này đi ha. Mình sẽ ghi như thế này. Ví dụ như phụ đề season mình ghi thử là season season 1 thử xem ha. Season 1. Rồi. Giờ mình thử refresh lại coi nó ra như thế nào ha. Đó, nó sẽ ra như thế này. Rồi. Thì bây giờ mình chỉ hiện ra cái phụ đề thôi. Ở đây mình xịt một cái mình ghi là nếu mà cái movie season bằng 0 ha. Season mình bỏ ra đi. Nếu mà movie season bằng 0 thì mình không không làm cái gì hết ha, khác không đi. Bây giờ là khác không đi. Ha, khác không trước đi. Enif. Rồi. Còn không thì không làm gì hết thì khỏi phải eo các bạn ha, thì là sẽ xịt ra là season season nối một cái. Thì sẽ là season chấm movie position. Rồi. Khoan từ từ. Mình xem lại coi. Đây, season 6 nữa các bạn. Mình ghi như vậy mới đúng ha, season 6. Đây. Ok ha, còn không thôi thì nó đây, này là season 1 nè, nó hiển thị ra season 1 luôn nè các bạn. Ha, bây giờ mình sẽ là không, có nghĩa là nó sẽ không phải là season các bạn. Đó, thì nó sẽ hiện ra chỉ là phụ đề thôi ha. Đó, rất là tiện. Rồi, các bạn chỉ việc là sửa copy cái phần này thôi ha. Bắt đầu mình sửa cho cái home nè, từ cái phụ đề nè, đúng không? Xuống. À, thuyết minh cũng vậy các bạn. Ví dụ như nó có thuyết minh, nó có bây giờ là cho country đi. Nó có thuyết minh, nó có phụ đề thì sao, đúng không? Đó, ví dụ như nó cũng là thuyết minh nhưng mà nó có phụ đề thì sao ha, nó có season thì sao đó. Rồi bây giờ các bạn sẽ copy cho mình cái if else này luôn ha, cái phần official này luôn ha các bạn, if else này thôi ha. Rồi các bạn sửa lại cho những cái trang còn lại ha, ví dụ như là cái trang home đầu tiên nè, mình sẽ sửa là hot đúng không, hot hot hot. Rồi, bây giờ mình sẽ quay lại cái trang chủ nè. Đây. Rồi. Mình sẽ sửa cho những cái còn lại luôn các bạn. Copy cái if else này luôn. If. Xuống dưới đây là các bạn sẽ sửa cho mình là ở dưới đây movie ha.
Season 6. Rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục mình copy cái phần movie này qua bên cái category nè. Rồi. Bây giờ là thể loại là phim bộ đúng không? Đây season 6 luôn ha. Rồi, country, quốc gia nãy mình vừa mới làm là Mỹ rồi. Đúng không? Rồi tiếp tục là gender. Gender là phim hành động. Thể loại hành động nè. Đây season 6. Ok ha. Rồi tiếp tục movie. Các bạn quay lại movie nè. Tát nè. Tát chứ. Còn cái tát nữa các bạn. Rồi. Bây giờ mình thử vào phim nè. Bây giờ mình sẽ là Vicky Blider nè. Ha, đây season 6 đây. Bóng ma Anh Quốc nè. Ok luôn ha. Rồi, bây giờ tiếp tục là mình là năm nữa các bạn, years đúng không? Năm là years, years năm. Rồi, cũng bắt ra như thế này luôn. Rồi, ví dụ như là năm là 2022. Cái phim này là năm 2022 đi các bạn. Rồi. Đây, bóng ma Anh Quốc ha. Ở đây ví dụ như có season thì mình hiện thị season ha. Còn không tôi thì khỏi. Bây giờ các bạn copy FL cho mình, các bạn quay lại cái phần movie nè. Ở dưới đây các bạn có thể là cho mình là một cái LI nữa ha. Các bạn ghi là season nếu, đúng không? Nếu quay lại đây copy cái dòng này khác không thì mới hiện cái dòng này đúng không, mới hiện cho mình cái dòng này. Rồi season. Season rồi ở đây các bạn ghi season vào ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ thấy nè. Movie. Đây, movie. Nó không hiểu cái từ move này. Rồi ok. Đó, season 6 nữa các bạn. Season 6 ha. Còn ví dụ như những cái phim khác nó không có season thì nó không có season ha. Năm phim cũng chưa có, mình chưa cập nhật nè. Rồi, cái này là HD rồi này nọ thôi ha. Đây. HD. Rồi.